Xin chào anh em. Bữa giờ rất là nhiều anh em thắc mắc là cái xe Raider Sachi nó bị lỗi check là bị gì. Thì nó sẽ gồm những nguyên nhân sau đây. Lỗi FI á, thì anh em chỉ cần cắm cái sợi dây thau này á. Lỗi FI thì mình có hướng dẫn nhiều rồi. Anh em mở cái này ra, lấy cọng dây điện cắm vô để coi ở trên đồng hồ nó báo lỗi xe bao nhiêu á, thì mình sẽ xử lý cái lỗi đó ha. Thì tùy theo xe bao nhiêu mình sẽ xử lý đúng cái lỗi đó. Còn nếu mà lỗi check thì nó bị gì? Thứ nhất á, lỗi check thường nó sẽ có 3 nguyên nhân, thường chỉ 3 nguyên nhân chính anh em ha. Thứ nhất là hết bình. Bình điện hết thì trên đồng hồ nó có báo lỗi check anh em ha. Đó là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai nữa đó chính là đứt dây. Có nghĩa là một cọng dây này, trong cái bó dây này ha, bó dây này từ trên đầu mà xuống tới dưới đít luôn á, là đứt một sợi dây. Đó, nó có báo lỗi check. Còn đứt sợi dây nào á thì nó gọi là check, check là kiểm tra mà nhé. Đó thì anh em phải kiểm tra anh em, nhiều khi ngồi phải dò cho lòi cơm ra mới ra được cọng dây đít anh em ha. Đó là lỗi check. Lỗi check là đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba á là ECU có vấn đề, ECU lỗi nó cũng báo lỗi check luôn. Đó thì để mà tìm được ra nguyên nhân mà nhanh nhất á, là thứ nhất á là anh em kiểm tra bình, hết bình báo lỗi check thì thay một cái bình khác để kiểm tra, là cái lỗi thứ nhất ha. Lỗi thứ hai nữa đó là ECU, anh em kiếm một cục ECU của xe của anh em bạn bè nó gắn vô đó mà hết lỗi check á, là do ECU. Cái lỗi thứ ba là đứt dây. Cái lỗi này là khốn nạn nhất, nó khổ nhất luôn á. Đó là anh em phải dò từ đầu xe mà tới đuôi xe mà tìm được ra cái sợi dây bị đứt ha. Có nhiều khi nó đứt, nó bị chạm ngay dây đồng hồ nó cũng báo lỗi check này, rồi nó đứt dây đây nó cũng báo lỗi check này, rồi nó đứt đâu chuột nó gặm đâu này nó cũng báo lỗi check này. Đó nên anh em hỏi cái lỗi check là cái lỗi đau đầu nhất mà bữa giờ anh em rất là nhiều người hỏi mà mình không biết là chỉ thế nào, tại vì chỉ rất nhiều thời gian nha ha. Nên là mình sẽ làm video này và mình chỉ anh em những lỗi check. Rồi chẳng hạn như bây giờ xe này bị lỗi check đi, là lý do tại sao nó check, tại vì mình tháo cục ECU ra để nó báo lỗi này ha. Cắm ECU lại thôi là hết lỗi, bảo đó là check này. Đó, cắm ECU vô là hết này, anh em thấy không? Là có nghĩa là nó lỏng dây ECU nó cũng báo lỗi check, nó hết bình nó cũng báo lỗi check. Và mình cái cục relay mình quên, nó không nhớ là nó bị lỗi thì nó có báo không, như là không, chỉ có hết bình thôi. Đó, ba nguyên nhân chính. Và nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân mà gây đau đầu nhất cho anh em đi Raider Sachi, đó là đứt dây. Đó, lâu lâu mà có mấy ông mà gắn dây điện này, thiệt luôn á, nhiều ông thiệt mình lắc đầu luôn. Đi làm trên cổ xong dây điện người ta nằm ở dưới này thì không để, bỏ lên trên này nhá má. Bỏ lên trên này thì cái gờ này, cái gờ này khi mà nó bẻ vô này ha, nhìn thấy không? Khi bẻ vô nó giật một phát một vô đây là đứt dây. Đó, rất là nhiều nha, rất là nhiều người bị lắm rồi đó, không phải riêng mình đâu, người ta cái dây nó chèn như đây này. Là nó đứt dây ngầm trong này nó cũng báo lỗi check. Đó. Thì cái lỗi check là nguyên nhân giữa chừng đó thôi, anh em tìm được ra chừng đó nguyên nhân là sẽ giải quyết xong lỗi check. Và thường mà anh em ở dưới tỉnh á là hết 90% là bị hư bình. Đó. Hư bình báo lỗi check, xong bắt đầu sùm lên xe hư này hư kia không nha, hư bình thôi, kiếm cái bình khác thay vô. Anh em lấy cái bình AB cũng được, bình nói chung là bình của mấy chiếc xe tay ga cũng được, gắn vô thôi để mà mình kiểm tra thôi. Nếu mà bình mới vô mà nó vẫn báo lỗi check á là loại trừ được nguyên nhân hết bình. Rồi ECU, cái này cục ECU khác gắn vô mà hết báo lỗi là lỗi nằm ở ECU á, cái lỗi này cũng nhiều lắm này. Còn cái lỗi cuối là như mình nói á, rất là khó tìm, cực kỳ khó tìm luôn. Rồi cơ bản là chỉ có chừng đó thôi, anh em lưu ý về cái lỗi check ha, là tất tần tật lỗi check ở trên Raider Sachi. Ok anh em.